Mến chào các em học sinh lớp 6. Thầy Bảo rất vui vì hôm nay được gặp lại các em qua chương trình dạy học trên truyền hình. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục ở bài học số 4 của chúng ta các em nhé. Đó là những trải nghiệm trong đời. Và bài học của chúng ta hôm nay gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, đọc kết nối chủ điểm. Phần thứ hai là viết. Và phần thứ ba là nói và nghe. Chúng ta vào bài học thôi nào. Các em ơi, hãy dựa vào nhan đề và hình ảnh minh họa của văn bản. Em hãy đoán xem văn bản này sẽ đưa chúng ta đến với trải nghiệm nào của nhân vật. Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ. Hãy tưởng tượng xem nào các em. Và về hình ảnh minh họa, chúng ta thấy ở đây có hai người. Có lẽ là bố con, có lẽ là anh em. Và nhân vật nhỏ hơn thì đang nhắm mắt lại và sờ lên những đóa hoa. Thật ra lúc này, nếu như mà lần đầu tiên mà thầy Bảo tiếp xúc với văn bản đó các em, thì thầy Bảo nghĩ rằng là có lẽ nhân vật chúng ta đang nhắm mắt lại để sống trong thế giới tưởng tượng của mình. Cũng giống như nhân vật Alice trong xứ sở thần tiên mà các em đã từng biết qua câu chuyện cổ hoặc là qua phim hoạt hình đó các em. Đó, và có lẽ là trong xứ sở tưởng tượng đó, nhân vật của chúng ta đang đùa vui những bông hoa rất là to, rất là khổng lồ trong một khu vườn bí mật. Đó là những cảm nhận đầu tiên của thầy Bảo khi đọc được cái tên và cái hình ảnh minh họa này đó các em. Không biết các em sẽ nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ với bạn bè và thầy cô của mình các em nhé. Ở bài học này, các em cần đạt những yêu cầu sau. Thứ nhất, vận dụng kỹ năng đọc để nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ trong văn bản. Thứ hai, nêu được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử của cá nhân do văn bản gợi ra. Thứ ba, liên hệ kết nối với văn bản, bài học đường đời đầu tiên và giọt sương đêm để hiểu hơn về chủ điểm, những trải nghiệm trong đời. Và nội dung của bài học của chúng ta gồm 3 phần như sau. Phần thứ nhất là hướng dẫn đọc, phần thứ hai là suy ngẫm và phản hồi, và phần thứ ba là tổng kết ha các em. Đầu tiên, thầy sẽ hướng dẫn các em cách đọc. Trước khi đọc, các em cần phải xác định ngôi kể và lời văn được sử dụng trong văn bản. Trong khi đọc thì chúng ta đọc phân vai. Nhân vật chúng ta có là nhân vật tôi, nhân vật bố, chú Hùng và người khách lạ. Vậy em hãy thử phỏng đoán xem nhân vật người khách lạ có thể là bố hay là mẹ. Và sau khi đọc, các em hãy tự trả lời các câu hỏi sau đây, tự thực hiện các yêu cầu sau đây các em ha. Những trải nghiệm thú vị và mà nhân vật tôi có được là gì? Em có bao giờ trải nghiệm những điều đó chưa? Em cảm thấy như thế nào? Em có nhận xét gì về tính cách của chú bé là nhân vật tôi trong truyện? Hãy chia sẻ với bạn bè và thầy cô của mình nào. Các em ơi, đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau xác định ngôi kể và lời văn các em nhé. Chúng ta hãy đọc một đoạn trích sau. Tôi nhắm mắt và chạm tay rồi gọi tên từng món quà. Tôi chạm phải bố, tôi la lên, à món quà của tôi đây rồi, ôi cái món quà này bự quá. Chúng ta dễ dàng thấy được. Ở đây, nhân vật xưng tôi, vậy thì đã kể theo ngôi thứ nhất ha các em ha. Tuy nhiên mình cần phân biệt, dòng ở trên là lời kể, còn dòng ở dưới là lời thoại. Nhân vật có lúc xưng tôi, có lúc xưng là tôi, tại sao vậy các em? Trong lời kể, chúng ta cần lưu ý mình phải sử dụng ngôn ngữ toàn dân. Còn trong lời thoại, mình có thể sử dụng từ vựng địa phương của mình như là tôi ha các em ha. Và nhân vật tôi của chúng ta đã có những trải nghiệm thú vị như thế nào? À, đó là nhắm mắt, sờ và đoán tên những đóa hoa trong khu vườn của mình. Tiếp theo là vừa nhắm mắt, vừa đi trong vườn. Nhắm mắt và đoán khoảng cách giữa mình và những người khác. Không cần nhìn, chỉ cần ngửi là đoán được hoa nào đã nở. Qua đó ta có thể thấy nhân vật tôi là một cậu bé nhạy cảm, tinh tế, dễ thương và giàu tình cảm, biết yêu thiên nhiên ha các em. Trước khi chúng ta đến với phần suy ngẫm và phản hồi, các em hãy thảo luận với các bạn về các câu hỏi được đặt ra trong sách giáo khoa trong vòng 5 phút các em nhé. 5 phút bắt đầu. Và bây giờ thầy sẽ có một vài gợi ý cho các em để trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Chúng ta đến với phần thứ hai, suy ngẫm và phản hồi. Câu hỏi đầu tiên. Em hiểu thế nào về câu nói của nhân vật bố? Một món quà bao giờ cũng đẹp. Khi ta nhận hay cho một món quà, ta cũng đẹp lay vì món quà đó. Thầy rất thích câu nói của nhân vật bố. Đây là một câu nói rất hay, rất ý nghĩa đó các em. Chúng ta có thể hiểu một món quà đẹp vì trong đó có tấm lòng, có tình cảm mà người tặng quà dành cho ta đó các em. Không chỉ dừng lại ở đó, khi ta nhận một món quà, ta sẽ mang trong lòng mình những cảm xúc rất là đẹp như là niềm vui nè, sự bất ngờ, lòng biết ơn.
những cảm xúc đẹp đó chắc chắn là rất đẹp lòng chúng ta đúng không nào? Và cuối cùng, khi người khác tặng quà cho ta hay ta tặng quà cho người khác thì tình cảm đẹp giữa ta và người khác sẽ càng bền chặt hơn ha các em ha. Ở câu hỏi tiếp theo, em cảm nhận như thế nào về tình cha con trong văn bản? Có lẽ các em cũng đã có câu trả lời cho mình, thầy có một vài gợi ý cho các em như sau. Chúng ta có thể thấy tình cha con trong văn bản này là một tình cảm rất là đẹp. Trong đó, cha đã nuôi dưỡng tuổi thơ và tâm hồn cho con. Cha dạy cho con những bài học cuộc sống quý giá. Và con là món quà lớn của cha, ngược lại, cha cũng là món quà lớn của con. Qua đó ta có thể thấy tình cha con này là một tình cảm cha con đẹp, gắn bó thấm thiết với nhau. Câu hỏi tiếp theo, thông điệp mà tác giả muốn gửi đến chúng ta qua câu văn, những bông hoa chính là người đưa đường là gì? Từ đó em có nhận xét gì về thái độ của tác giả đối với thế giới tự nhiên? Câu hỏi này hơi khó một chút, nhưng thật ra nó rất là hay và độc đáo đó các em. Nó chính là một trong những điều đã làm nên sự thành công cho đoạn trích này ha các em ha. Chúng ta cần đọc lại một đoạn trích sau để có thể hiểu hơn về câu hỏi này. Bạn sẽ không bao giờ lạc trong bất cứ một khu vườn nào, bởi vì những bông hoa sẽ chỉ lối cho bạn một lối đi an toàn và thơm ngát. Và lúc đó bạn sẽ tiếc lắm nếu thế giới này vắng đi những bông hoa. Bạn sẽ tự hỏi, tại sao trong khu vườn không có người dẫn lối? Người ta sẽ ngạc nhiên hỏi lại, người dẫn lối nào? Bạn sẽ từ từ nói, đó là những bông hoa. Những bông hoa chính là người đưa đường. Như vậy, qua đoạn trích này, chúng ta dễ dàng hơn trong việc tìm ra được câu trả lời cho bản thân mình. Các em có thể hiểu, khu vườn ở đây là biểu tượng cho cả thế giới này và cho chính cuộc sống của chúng ta đó các em ạ. Và lạc lối, lạc ở đây là khi chúng ta mất phương hướng và không biết phải làm gì giữa dòng đời này. Lúc đó, những bông hoa sẽ đại biểu cho những vẻ đẹp và những điều bình dị thân thuộc trong cuộc sống. Qua đó ta có thể thấy được, trong cuộc sống, khi cảm thấy khó khăn, mất phương hướng, thì những điều bình dị, gần gũi, thân thuộc sẽ giúp ta tìm ra con đường tốt nhất ha các em ha. Và những điều bình dị, gần gũi, thân thuộc đó có thể là cha mẹ, anh chị em, bạn bè của chúng ta đó các em ạ. Qua đó ta cũng có thể thấy, tác giả là một người yêu thiên nhiên, ông có cái nhìn đa chiều và sâu sắc về thiên nhiên và cuộc sống con người. Câu hỏi thứ tư, em có đồng tình với thái độ của người bố khi nhận món quà của Tí không? Vì sao? Qua đó em rút ra được bài học gì về cách ứng xử trong cuộc sống? Có thể nói cách ứng xử của người bố là một cách ứng xử rất hay đó các em ạ. Người bố đã có thái độ và việc làm rất đúng đắn khi nhận món quà của Tí. Bởi vì sao vậy? Bởi vì món quà đó là tình cảm đẹp mà Tí muốn dành cho người bố. Dù không thích ăn ổi, nhưng người bố lại rất trân trọng tình cảm mà Tí đã dành cho mình. Bài học của chúng ta là phải biết trân trọng và biết ơn điều mà người khác dành cho mình, dù điều đó mình không cần hay không thích. Đó chính là thái độ đúng mực đối với tấm lòng mà người khác dành cho chúng ta, ha các em ha. Câu hỏi cuối cùng, em đánh giá như thế nào về cách cảm nhận thế giới tự nhiên của nhân vật tôi trong câu chuyện? Theo em, cách cảm nhận ấy đem lại ý nghĩa gì cho cuộc sống của chúng ta? Nhân vật tôi đã cảm nhận thế giới tự nhiên bằng nhiều giác quan khác nhau và bằng tất cả tình yêu của mình. Qua thời gian, khả năng cảm nhận thế giới tự nhiên của tôi càng tốt và tình yêu dành cho thiên nhiên trong em cũng lớn dần. Cách cảm nhận ấy cho chúng ta có cái nhìn sâu sắc, toàn diện về thế giới, tránh sự chủ quan, hời hợt. Ta cũng sẽ nhận ra được nhiều vẻ đẹp hơn trong cuộc sống ha các em. Chúng ta đến với phần thứ ba là phần tổng kết bài học. Đầu tiên về các đặc sắc nghệ thuật. Giọng văn nhẹ nhàng, trong sáng phù hợp với thiếu nhi. Thêm nữa là tác giả sử dụng ngôi kể thứ nhất để thể hiện được những suy nghĩ và sự phát triển trong nhận thức của nhân vật. Tiếp theo là ông đã sử dụng những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng. Về nội dung, chúng ta có thể thấy được đó là trải nghiệm tuổi thơ thú vị với thiên nhiên của cha và con. Chúng ta còn có rút ra được cho mình bài học về giá trị của những món quà. Và chúng ta thấy được tình yêu, sự gắn bó với thiên nhiên và ý nghĩa của những điều bình dị trong cuộc sống ha các em. Các em ơi, chúng ta hãy tìm thêm những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần và hay gần gũi nhất, chúng ta hãy tìm và đọc truyện dài vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của nhà văn các em nhé. Sau đây, chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo, phần thứ hai của bài học. Và ở phần thứ hai của bài học này, thầy lại nhận được một cái email
từ bạn Vân đó các em à. Một bạn nữ rất yêu văn chương và rất yêu thích chương trình dạy học qua truyền hình ha các em. Lần này thì bạn có tâm sự gì đây nào? Kính chào quý thầy cô, em tên là Vân. Em có một bài tập viết ngắn, đề bài yêu cầu em đóng vai nhân vật giấy mèn và viết lại bài học đường đời đầu tiên của mình. Em chưa biết nên làm như thế nào. Ngoài ra, em cũng muốn kể lại câu chuyện mà bản thân em đã từng trải qua, giống như giấy mèn đã tự kể lại chuyện của mình vậy. Em mong thầy cô giúp em ạ. Em xin cảm ơn thầy cô. À, thầy cũng cảm ơn bạn Vân vì đã quan tâm đến chương trình. Và có lẽ bài học tiếp theo sẽ trả lời được câu hỏi của bạn Vân đó, sẽ giúp bạn Vân có thể thực hiện được mong muốn của mình, là làm được bài tập là cái thứ nhất, và cái thứ hai là kể lại một câu chuyện mà mình đã từng trải qua. Thầy mời các em vào bài mới. Phần 2 là phần viết, kể lại một trải nghiệm của bản thân. Và ở phần này các em cần đạt những yêu cầu như sau. Thứ nhất, biết viết văn bản đảm bảo các bước, chuẩn bị trước khi viết, xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu, tìm ý và lập dàn ý, viết bài, xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm. Thứ hai, viết được một bài văn kể về một trải nghiệm của bản thân, dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất, chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể. Nội dung bài học của chúng ta hôm nay gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là tri thức về kiểu văn bản, phần thứ hai là phân tích kiểu văn bản, và phần thứ ba là quy trình viết ha các em. Đầu tiên chúng ta đi vào phần thứ nhất, tri thức về kiểu văn bản. Vậy thì, kể lại một trải nghiệm bản thân là kiểu bài, trong đó người viết kể về diễn biến của sự việc mình đã trải qua và để lại nhiều ấn tượng cảm xúc trong lòng mình đó các em. Đặc điểm kiểu bài này như thế nào vậy? Thứ nhất là người ta phải dùng ngôi kể thứ nhất để chia sẻ trải nghiệm của bản thân. Thứ hai là chúng ta sẽ trình bày các sự việc theo trình tự hợp lý ha các em. Và thứ ba là chúng ta cần kết hợp kể và tả cho bài viết của chúng ta sinh động và hấp dẫn hơn. Cuối cùng là nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân, hay nói cách khác là chúng ta sẽ rút ra bài học cuộc sống cho mình ha các em. Tiếp theo là yêu cầu của kiểu bài này thì như thế nào? Chúng ta cần đảm bảo các đặc điểm của kiểu bài. Thêm vào đó là bài văn của chúng ta phải đảm bảo bố cục như sau. Mở bài giới thiệu được trải nghiệm, thân bài trình bày diễn biến sự việc, và kết bài nêu được ý nghĩa của trải nghiệm đối với người viết. Chúng ta hãy cùng xét xem là bài học đường đời đầu tiên đã đảm bảo yêu cầu của kiểu bài này chưa các em nhé. Về ngôi kể thì nhân vật giấy mèn xưng tôi, như vậy là ngôi thứ nhất. Về trình tự kể là trình tự thời gian, sự việc nào có trước kể trước, sự việc nào có sau kể sau ha các em ha. Phương thức biểu đạt là gì ạ? Là tự sự kết hợp với miêu tả, nhà văn đã miêu tả ngoại hình và phong cảnh. Về bài học cuộc sống, giấy mèn đã rút ra bài học cuộc sống là yêu thương, sẻ chia, tôn trọng, khiêm nhường và biết nhận lỗi. Như vậy chúng ta có thể thấy là bài học đường đời đầu tiên đã đạt yêu cầu của kiểu bài ha các em. Tiếp theo chúng ta đến với phần phân tích kiểu văn bản. Chúng ta hãy đọc văn bản tham khảo về kiểu bài kể lại một trải nghiệm của bản thân trong sách giáo khoa trang 107 và xác định đặc điểm của kiểu bài kể về một trải nghiệm của bản thân được thể hiện trong bài viết. Chúng ta bắt đầu đọc văn bản các em nhé. Và trong quá trình đọc văn bản thì chúng ta cần lưu ý là có những cái khung màu hồng như thế này nè các em, là người ta hướng dẫn mình cách viết như thế nào cho hợp lý nhất. Các em theo dõi các em nhé. Thầy bắt đầu đọc. Ai cũng từng có một thời thơ ấu hồn nhiên vô tư. Thời thơ ấu ấy đã để lại trong tôi nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Có những trải nghiệm đã trở thành bài học hữu ích, như câu chuyện đã xảy ra với tôi năm lên 10. Làng tôi vốn rất thanh bình yên ả với một dòng sông êm đềm chảy qua làng. Những bãi cát vàng ven sông đã trở thành nơi vui chơi lý tưởng của bọn trẻ chúng tôi. Ngày đó tôi mới bắt đầu biết bơi. Vào những trưa hè, nắng như đổ lửa, chúng tôi thường rủ nhau ra tắm sông và bơi lội thỏa thích dưới làn nước trong veo, mát lành của dòng sông. Điều ấy khiến tôi cảm thấy thích thú vô cùng. Do mới biết bơi nên tôi chỉ bơi men theo bờ. Mẹ tôi cũng thường dặn tôi không được mạo hiểm bơi ra giữa sông và không hài lòng khi tôi tham gia vào những cuộc vui ấy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng do ham vui, tôi vẫn trốn mẹ ra bờ sông chơi cùng bọn bạn. Buổi trưa hôm ấy, sau khi đá bóng xong, chúng tôi rủ nhau ra sông tắm. Vào mùa hè, nước sông thường cạn nên chúng tôi tung tăng bơi lội, trêu đùa rộn rã ở cả một góc sông. Tắm mãi cũng chán nên chỉ một lát sau, đám bạn tôi nảy ra ý định tổ chức một cuộc thi bơi giữa đám trẻ trong và ngoài làng. Trước sự cổ vũ lẫn thách thức của đám bạn, tôi đã nhận lời thách đấu. Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, gay cấn, quyết liệt. Với tất cả sức mạnh của mình,
Tôi đã cố bơi thật nhanh, nhưng không hiểu sao thằng bé làng bên, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, vẫn đeo bám tôi quyết liệt. Tôi chỉ biết cắm mặt, sải tay thật dài, đạp nước thật khỏe để tiến về phía trước. Đến khi nhìn lại, tôi nhận ra mình đã bơi khá xa bờ. Bỗng nhiên tôi thấy bắp chân đau điếng và tôi không thể điều khiển được nó theo ý mình nữa. Chuột rút. Tôi phải làm gì đây khi bốn bề xung quanh chỉ toàn là nước, còn đám bạn thì ở khá xa. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình đang bị chính dòng nước hút xuống. Tôi cố ngoi lên mặt nước để kêu cứu, nhưng càng vùng vẫy tôi lại càng chìm nhanh hơn và không thể thở được nữa. Tôi sợ hãi tột độ, bỗng nhiên có một ai đó kịp thời đến bên tôi, nâng đầu tôi lên khỏi mặt nước và kéo tôi vào bờ. Thì ra, một người làng đang đi câu cá gần đấy đã nghe tiếng tôi và đám bạn kêu cứu, nhanh chóng bơi ra và đưa tôi vào bờ. Thoát chết, tôi hối hận vô cùng vì đã không nghe lời mẹ, chỉ vì quá chủ quan khi nước nông và ham vui mà suýt nữa thì mất mạng. Trải nghiệm ấy đã đem đến cho tôi một bài học sâu sắc. Đó là cần vâng lời người lớn và chỉ nên bơi lội ở nơi an toàn, có sự giám sát của người lớn. Như vậy, chúng ta hãy cùng xét với nhau về đặc điểm kiểu bài của bài văn tham khảo các em nhé. Về ngôi kể thì người kể xưng tôi, vậy chắc chắn đây là ngôi thứ nhất. Về trình tự kể, chúng ta cần trả lời câu hỏi như sau: trải nghiệm của nhân vật tôi được kể lại với những sự việc chính nào? Về phương thức biểu đạt, chúng ta cần chỉ ra những chi tiết nhân vật tôi sử dụng yếu tố miêu tả khi kể lại trải nghiệm. Việc sử dụng yếu tố đó có tác dụng gì? Về bài học cuộc sống, nhân vật tôi đã nhận ra ý nghĩa gì của trải nghiệm? Vì sao ý nghĩa đó nên được trình bày trong đoạn cuối của bài văn? Chúng ta bắt đầu các em nhé. Đầu tiên, trải nghiệm của nhân vật tôi được kể lại với những sự việc chính nào? Về hoàn cảnh, chúng ta có thể thấy câu chuyện diễn ra ở làng quê có dòng sông vào ngày hè, bọn trẻ mới tập bơi và tôi thì không vâng lời mẹ. Các sự việc được diễn ra theo trình tự như sau. Tôi cùng các bạn rủ nhau đi tắm sông. Tôi tham gia cuộc bơi đua với các bạn. Sợ thua, tôi bơi xa bờ và bị chuột rút. Tôi được một người làng cứu vào bờ. Tôi hối hận và thấm thía lời mẹ dạy. Qua đó ta có thể thấy trình tự kể chuyện là trình tự thời gian ha các em ha. Chúng ta có thể ghi bài vào đây và chúng ta tiếp tục xét đến câu hỏi thứ hai. Những chi tiết miêu tả là những chi tiết nào đây? À, thầy sẽ giúp các em. Làng tôi vốn rất thanh bình, yên ả với một dòng sông êm đềm chảy qua làng. Hay là nắng như đổ lửa. Làng nước trong veo mát lành của dòng sông. Ở đoạn sau chúng ta có: vào mùa hè nước sông thường cạn nên chúng tôi tung tăng bơi lội, trêu đùa rộn rã cả một góc sông. Tôi chỉ biết cắm mặt, sải tay thật dài, đạp nước thật khỏe để tiến về phía trước. Vậy thì chúng ta có thể thấy các yếu tố này miêu tả này có tác dụng như thế nào? Nó gợi trí tưởng tượng, tạo nên hình ảnh về thế giới trong chuyện ha các em. Thêm nữa là các yếu tố miêu tả này làm cho bài viết trở nên sinh động, hấp dẫn và cuốn hút hơn. Như vậy, phương thức biểu đạt, người viết đã kết hợp kể và tả. Còn bài học cuộc sống thì sao? Nó nằm ở đoạn cuối cùng. Và ở đoạn cuối cùng này chúng ta thấy, đó là cần vâng lời người lớn và chỉ nên bơi lội ở nơi an toàn, có sự giám sát của người lớn. Vì sao mà phần bài học này cần được trình bày ở cuối cùng vậy các em? Thứ nhất, vì đây là kết quả. Kết quả phải trình bày sau chứ đúng không nào? Thứ hai, nó tổng kết và thể hiện chủ đề của cả bài. Và thứ ba, nó để lại dư âm suy nghĩ trong lòng người đọc ha các em ha. Như vậy chúng ta có thể thấy là bài văn tham khảo đã đạt yêu cầu của kiểu bài đúng không nào? Vậy thì chúng ta có cách kể lại trải nghiệm của bản thân mình như thế nào? Đầu tiên chúng ta cần lưu ý sử dụng ngôi kể thứ nhất, đó là tôi, tớ, mình, em. Thứ hai, chúng ta cần kể theo một trình tự hợp lý và thông thường là trình tự thời gian. Thứ ba là cần kết hợp kể và tả, chúng ta tả người nè, tả vật, tả phong cảnh, vân vân. Bài học cuộc sống chúng ta cần trình bày ở cuối bài viết của mình ha các em. Và bố cục thì cần phải rõ ràng, có 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Trong đó phần thân bài cần dựng thành nhiều đoạn văn cho rõ ràng. Quy trình viết của chúng ta như sau. Thứ nhất là bước chuẩn bị. Chúng ta xác định đề tài, mục đích viết và người đọc. Tìm ý tưởng, thông tin, sau đó lập dàn ý, rồi viết bản thảo. Cuối cùng là chúng ta chỉnh sửa và chia sẻ. Chúng ta cùng trở lại với bạn Vân.
chúng ta hãy cùng giúp bạn Vân viết bài văn khoảng 400 chữ kể lại một trải nghiệm của bản thân. Và bạn Vân của chúng ta cần phải chuẩn bị trước khi viết, và chúng ta chuẩn bị những gì nào? Đầu tiên là đề tài. Chúng ta trả lời câu hỏi viết về cái gì, phạm vi viết, kiểu loại, tả cảnh hay kể chuyện. Mục đích viết, thông báo thông tin, thuyết phục người khác, miêu tả sự việc, hiện tượng, kể lại một chuyện đã trải qua. Về người đọc, chúng ta cần trả lời những câu hỏi sau để xác định người đọc. Người đọc của tôi có thể là ai? Họ biết gì về vấn đề tôi định viết? Điều gì có thể làm họ hứng thú? Họ muốn biết thêm những gì? Và bạn Vân đã xác định như sau. Thứ nhất, đề tài là một lỗi lầm của bản thân. Mục đích là chia sẻ và khuyên nhủ các bạn, các em của mình. Về người đọc là các bạn và các em nhỏ. Bạn Vân cần thu thập tư liệu như thế nào? Là bạn Vân cần phải nhớ lại những sự việc đã trải qua. Thêm vào đó, bạn Vân phải đọc lại bài học đường đời đầu tiên và vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ để học tập cách kể của nhà văn. Đồng thời là bạn Vân cũng cần phải tìm các hình ảnh, các đồ vật hoặc hỏi lại những người có liên quan đến câu chuyện đó ha các em ha. Sau đó, chúng ta hãy thực hiện một phiếu ghi chép câu chuyện về trải nghiệm của tôi. Vậy thì bạn Vân thực hiện phiếu ghi chép này như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi tiếp các em nhé. Tôi muốn kể câu chuyện gì? Kể cho ai nghe? À, kể cho các bạn và các em nhỏ nghe về chuyện Vân hái hoa ở công viên. Chuyện xảy ra ở đâu? Khi nào? Đó là vào năm học lớp 3, sau khi tan trường, Vân đi vào công viên. Những sự kiện gì mà tôi còn nhớ? Đuổi theo một chú bướm, hái đóa hoa mà chú bướm đậu, bị bác bảo vệ phát hiện và nhắc nhở. Cô chủ nhiệm trông thấy, đến thay Vân xin lỗi bác. Cô đưa Vân về nhà và giải thích cho Vân về lỗi lầm của mình. Cảm xúc suy nghĩ của tôi lúc đó như thế nào? Thích thú, tò mò, đến lo sợ, rồi ăn năn và hối hận. Sự việc đã xảy ra có ý nghĩa gì với tôi? Bài học về bảo vệ thiên nhiên và tuân thủ các quy định chung. Thế từ cái phiếu ghi chép này, chúng ta cần lập một cái dạng ý cho bản thân mình. Dạng ý gồm 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Phần mở bài, chúng ta sẽ giới thiệu về thời gian và không gian xảy ra câu chuyện. Sau đó chúng ta nêu cảm xúc chung của mình về câu chuyện các em ha. Ở phần thân bài, chúng ta cần trình bày địa điểm, thời điểm và các nhân vật. Sau đó chúng ta trình bày các sự kiện lần lượt. Sự kiện thứ nhất, các cảm xúc của mình. Sự kiện thứ hai, cảm xúc của mình, vân vân. Ở phần kết bài, chúng ta nêu ý nghĩa của trải nghiệm và rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân ha các em. Tiếp theo chúng ta đến bước viết. Chúng ta phải dựa vào dạng ý mình vừa lập ra để viết một bài văn hoàn chỉnh. Đồng thời, khi viết, chúng ta cần chú ý đảm bảo các yêu cầu của kiểu bài kể lại một trải nghiệm của bản thân. Bạn Vân đã viết như sau, các em cùng theo dõi các em nhé. Ai trong đời cũng từng phạm không ít sai lầm, những sai lầm đó giúp chúng ta trưởng thành từng ngày. Tôi cũng vậy, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cái lần mắc lỗi năm tôi lên 8. Năm đó, tôi học lớp 3, cạnh trường tôi có một công viên rất đẹp. Mỗi ngày tan trường, tôi thường hay đi vào đấy chơi một lúc rồi mới về nhà. Tôi thích lắm vì trong công viên có những cây cổ thụ rất to, cao và tán lá rộng tỏa mát khắp nơi. Lâu lâu tôi còn thấy mấy bạn sóc nhảy từ cành cây này sang cành cây khác. Chắc các bạn ấy cũng ham vui như tôi. Công viên có những bồn hoa rất đẹp, nhiều màu sắc. Có lần cô giáo dẫn lớp tôi vào công viên để học về các loài hoa. Hoa cúc vàng, hoa huệ trắng, hoa lan tím đủ cả. Tôi đã đi khám phá hết từng ngóc ngách trong đây. Buổi trưa hôm ấy như mọi ngày, sau khi tan trường tôi lại vào công viên chơi. Đang dạo quanh các hàng cây thì tôi thấy một chú bướm rất xinh. Chú có đôi cánh to, màu cam, điểm trên đó là những chấm đen rất nổi bật. Tôi lấy làm thích thú, đuổi theo chú để được ngắm rõ hơn. Chú bay một lúc rồi đậu trên một cành hoa nhỏ màu hồng phấn xinh xinh. Tôi nhớ cô giáo bảo đó là hoa sao nhái. Nghĩ ngợi một hồi, tôi đưa tay hái một bông. Có lần về quê, chị Út dạy tôi cách ép hoa vào quyển vở. Tôi sẽ ép đóa hoa xinh xắn này vào quyển vở chính tả của mình. Chợt tôi nghe thấy tiếng gọi. Nè, con gái, ai cho con hái hoa trong công viên đó? Tôi hốt hoảng quay lại, một người đàn ông lớn tuổi mặc áo sơ mi xanh. Đó là bác bảo vệ của công viên. Tôi ấp úng, dạ, con có thấy cái bảng đằng kia không? Con biết đọc chưa? Đọc cho bác nghe. Tôi nhìn theo hướng tay bác chỉ, đúng là có một cái bảng rất to ghi cấm hái hoa. Lúc này tôi có cảm giác rất sợ hãi, có khi nào bác sẽ bắt tôi đền lại bông hoa này không? Tôi vừa nói vừa khóc, dạ, cấm hái hoa. Con xin lỗi bác. Con biết đọc sao còn hái hoa?
Bác bảo vệ hỏi tôi. Trong lúc tôi đang không biết nói gì, thì cô giáo đi ngang. Cô đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nên đến thay tôi xin lỗi bác. Tôi cũng xin lỗi bác rất nhiều lần. Bác bảo tôi phải hứa là không được hái hoa trong công viên nữa. Sau đó tặng cho tôi đóa hoa ấy mang về. Cô giáo lấy khăn lau nước mắt cho tôi và bảo tôi chào và cảm ơn bác bảo vệ, đưa tôi về nhà. Trên đường về, cô nói với tôi, Vân nè, con có biết vì sao người ta không cho hái hoa trong công viên không? Dạ con không biết, sao vậy cô? Tôi ngơ ngác hỏi cô. Hoa và các cây khác trong công viên là tài sản chung của mọi người. Trồng hoa, trồng cây vừa giúp cho không khí trong lành, vừa tạo ra cảnh đẹp cho mọi người thưởng thức. Có không gian để vui chơi, rèn luyện sức khỏe. Còn hái hoa là hủy hoại thiên nhiên, là hủy hoại tài sản chung của mọi người. Nếu ai cũng hái thì đâu còn công viên đẹp như vậy nữa. Cô ân cần giải thích cho tôi. Thì ra là vậy, nếu ai cũng hái hoa thì đâu còn công viên xinh đẹp mà tôi yêu thích nữa. Cũng sẽ không còn nơi tôi dạo chơi mỗi khi tan trường về. Bây giờ thì tôi mới hiểu, cô đưa tôi về đến nhà, tôi khoanh tay cảm ơn cô và chào cô. Lần sai phạm ấy đã để lại trong tôi một kỷ niệm khó phai. Câu chuyện này được tôi viết vào nhật ký của mình để tự nhắc nhở bản thân không được hái hoa trong công viên, phải biết bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ tài sản chung của mọi người. Đồng thời, chúng ta phải biết tuân thủ các quy định chung của cộng đồng. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ xem lại và chỉnh sửa rút kinh nghiệm các em nhé. Đầu tiên, để xem lại và chỉnh sửa, chúng ta sẽ dựa vào bản kiểm sau đây. Ở phần mở bài, bạn Vân đã sử dụng ngôi kệ thứ nhất. Bạn cũng đã giới thiệu sơ lược về trải nghiệm của mình và có phần dẫn dắt chuyển ý, gợi sự tò mò hấp dẫn với người đọc hay các em. Ở phần thân bài, bạn Vân đã trình bày chi tiết về thời gian, không gian, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện, trình bày được những chi tiết và những nhân vật liên quan, trình bày các sự việc theo một trình tự hợp lý rõ ràng. Bạn Vân chọn là trình tự thời gian rất quen thuộc đúng không nào? Và bạn đã có kết hợp kể và tả cảnh công viên nè, tả những đóa hoa hay tả chú bướm ha các em. Và ở phần kết bài, bạn Vân đã nêu được ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân. Như vậy bạn Vân đã tương đối đạt yêu cầu rồi. Để bài viết này hay hơn thì chúng ta có thể dựa vào phần gợi ý như sau. Sắp xếp lại các sự việc nếu cần thiết. Bổ sung các từ ngữ chuyển tiếp giữa các sự việc để thể hiện rõ trình tự xảy ra sự việc. Thay đổi ngôi kể nếu ngôi kể không phải là ngôi thứ nhất. Bổ sung những chi tiết miêu tả về các sự việc, nhân vật và thời gian, không gian diễn ra sự việc. Làm rõ những thông tin đã có trong câu chuyện bằng những hình ảnh được cảm nhận từ nhiều giác quan hoặc trong những đoạn đối thoại. Bổ sung những câu văn thể hiện trực tiếp hoặc gián tiếp ý nghĩa của trải nghiệm. Và cuối cùng là điều chỉnh lỗi chính tả, ngữ pháp và lỗi từ ngữ. Sau đó chúng ta rút kinh nghiệm. Để rút kinh nghiệm, chúng ta cần trả lời các câu hỏi sau. Nếu viết lại, em sẽ điều chỉnh như thế nào để bài viết tốt hơn? Và trao đổi học hỏi từ bài viết của các bạn khác, các em nhé. Còn đối với phần viết ngắn mà bạn Vân đã đặt câu hỏi từ đầu bài, văn bản bài học đường đời đầu tiên kết thúc với hình ảnh tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên, hãy đóng vai giấy mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn từ 150 đến 200 chữ, trong đó sử dụng ít nhất 2 câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ. Thầy hướng dẫn các em như sau. Thứ nhất, chúng ta cần đảm bảo yêu cầu của một đoạn văn. Chúng ta xem lại yêu cầu của một đoạn văn ở bài 3 các em nhé. Sau đó chúng ta phải đóng vai giấy mèn và lưu ý là xưng tôi. Và kể lại bài học một cách ngắn gọn thôi vì đoạn văn chỉ cho chúng ta 150 đến 200 chữ. Chúng ta phát biểu cảm nghĩ về bài học đó. Và chúng ta cần gạch chân ghi chú 2 câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ ha các em ha. Chúng ta đến với phần thứ 3 của bài học ngày hôm nay, đó là phần nói và nghe, kể lại một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân. Vậy trước khi vào bài học, chúng ta hãy cùng suy nghĩ với nhau, kể lại những câu chuyện đời thường trong cuộc sống hàng ngày quan trọng như thế nào. Em hãy chia sẻ câu trả lời của mình với bạn bè và thầy cô các em nhé. Thầy có một số gợi ý cho các em như sau. Thứ nhất là kể lại những câu chuyện đó sẽ giúp chúng ta kết nối và chia sẻ được với mọi người. Thứ hai, giúp chúng ta giải trí và giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống. Và thứ ba, chúng ta sẽ có được những bài học kinh nghiệm trong cuộc sống ha các em. Về quy trình thực hiện, chúng ta cần xác định đề tài, mục đích, người nghe, thời gian và không gian. Tìm ý và lập dàn ý, luyện tập và trình bày, trao đổi và đánh giá là bước cuối cùng ha các em. Như vậy thì chúng ta có thể xác định đề tài, mục đích, người nghe bằng cách là bạn Vân sẽ làm gì ạ? À, bạn Vân sẽ trả lời câu hỏi, nói về cái gì? Nói để làm gì?
và nói với ai. Nhưng trong bài nói, chúng ta cần xác định hai yếu tố nữa là không gian và thời gian. Về không gian, chúng ta cần trả lời câu hỏi nói ở đâu. Và về thời gian, chúng ta phải trả lời câu hỏi nói khi nào và nói trong bao lâu ha các em. Chúng ta đến với bước 2, tìm ý và lập dàn ý. Chúng ta dựa vào nội dung bài văn, chúng ta chỉ liệt kê các ý chính cần nói. Chúng ta liệt kê bằng cách gạch ra nháp các gạch đầu dòng các em ha. Chứ chúng ta sẽ không đọc lại cả một đoạn văn dài. Tiếp theo, chúng ta cần giới thiệu địa điểm và thời gian xảy ra câu chuyện. Chúng ta cần trình bày rõ ràng mạch lạc các sự việc trong câu chuyện và thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của bản thân đối với những sự việc, con người trong câu chuyện. Thể hiện được ý nghĩa của trải nghiệm đó đối với bản thân mình. Về luyện tập, thầy hướng dẫn các em, chúng ta có thể tập nói trước gương, tập nói với bạn bè, người thân, hoặc nếu không chúng ta sẽ sử dụng điện thoại di động của mình đó các em. Chúng ta quay phim hoặc ghi âm lại và xem lại chính cái đoạn phim, đoạn ghi âm của mình để rút kinh nghiệm ha các em. Khi trình bày, các em cần lưu ý, chúng ta sẽ dùng ngôi thứ nhất để trình bày. Thứ hai, chúng ta cần sử dụng từ ngữ, câu văn phù hợp với ngôn ngữ nói. Lúc này chúng ta sử dụng ngôn ngữ nói chứ không dùng ngôn ngữ viết nữa ha các em. Và chúng ta sẽ thay đổi cao độ, tốc độ, âm lượng. Việc thay đổi như vậy sẽ giúp chúng ta thể hiện được cảm xúc trong bài nói của mình. Khi nói, chúng ta cần sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ như là cử chỉ, điệu bộ, động tác và đặc biệt là ánh mắt. Chúng ta cần tương tác với người nghe bằng cách nhìn vào mắt của họ, tránh nhiều bạn ngại ngùng mà còn nhìn lên trần nhà. Như vậy sẽ không tự nhiên ha các em ha. Và khi trao đổi đánh giá, chúng ta có hai vai trò của người nói và vai trò của người nghe. Trong vai trò của người nghe, các em cần lưu ý là mình hãy trình bày cái điều mà em cảm thấy thú vị khi nghe bạn mình trình bày. Thêm vào đó là điều nào em cảm thấy chưa rõ, em hãy hỏi thêm bạn của mình. Và chúng ta sẽ sử dụng bảng kiểm để đánh giá bài của bạn mình ha các em. Trong vai trò là người nói, các em vẫn có thể sử dụng bảng kiểm để tự kiểm tra bài của mình. Thêm vào đó, hãy lắng nghe góp ý nhận xét của thầy cô và bạn bè. Đồng thời, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm cho bài nói sau thật tốt ha các em. Bảng kiểm, chúng ta có thể dựa vào bảng kiểm như sau. Bài trình bày có đủ 3 phần: giới thiệu, nội dung và kết thúc. Phần giới thiệu này không chỉ đơn thuần là giới thiệu câu chuyện đâu các em, mà mình có thể giới thiệu bản thân nè, tên của mình nè, hay là tổ của mình nè, được chưa nào? Câu chuyện kể về trải nghiệm của người nói. Câu chuyện được giới thiệu rõ ràng nhân vật, không gian, thời gian. Câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất. Các sự việc được kể theo trình tự hợp lý, kết hợp kể và tả. Trình bày suy nghĩ, bài học rút ra từ câu chuyện. Giọng kể to, rõ, mạch lạc, thể hiện cảm xúc phù hợp. Tự tin nhìn vào người khác khi nói, có sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ ha các em. Chúng ta đến với phần luyện tập. Thầy có một bài tập cho các em. Hãy kể lại cho các bạn nghe về một lỗi lầm trong học tập mà em từng mắc phải. Và thầy dặn dò các em như sau. Chúng ta sẽ ôn tập lại kiến thức về chuyện đồng thoại, dùng cụm từ để mở rộng thành phần chính của câu, cách kể lại một trải nghiệm đối với bản thân. Và chúng ta hãy chuẩn bị bài tiếp theo là bài ôn tập ở trong sách giáo khoa trang 113. Như vậy, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy bảo chào các em và chúc các em học thật tốt.